Hải Linh rất là may mắn khi mà cơ hội đồng hành cùng với Trang trong những ngày đầu tham gia cuộc thi sắc đẹp. Và bây giờ thì đã là nhà máy thứ ba mà Trang khánh thành, thì cũng là kỷ niệm 7 năm thành lập, thì Hải Linh mong rằng là Trang sẽ luôn luôn là tiếp tục phát triển và đóng góp được nhiều cho xã hội. Love me, they so love me. Every day when you so love me. We love Trang. We love Trang. Spell LOVELEE. Eat a mom, rule the door, you can feel me. 눈빛만 봐도 알면서.